Vũ trụ hôm nay không giống như ngày hôm qua. Ở mỗi khoảnh khắc trôi đi, có một số thay đổi rất nhỏ nhưng quan trọng đã và đang xảy ra, ngay cả khi chúng ta không nhận thức được. Vũ trụ đang mở rộng, khoảng cách giữa các cấu trúc vũ trụ đang gia tăng theo thời gian. Cho đến cuối cùng, vũ trụ sẽ chết trong lạnh giá. Tiếc thay, không gì có thể thay đổi định mệnh này. Một giây trước đây, vũ trụ nhỏ hơn một chút, một giây nữa kể từ lúc bạn suy nghĩ về điều này, vũ trụ lại lớn hơn một chút. Những thay đổi tinh tế này đều xuất hiện ở các mức độ vĩ mô, mà so với chúng, loài người chỉ là những nguyên tử, không cách nào nhận thức được. Khi vũ trụ mở rộng, các bức xạ, vật chất, neutrino, nhiệt độ và năng lượng tối bên trong vũ trụ đều thay đổi. Những gì chúng ta quan sát được trên bầu trời cũng sẽ thay đổi đáng kể. Có 6 thời kỳ khác nhau trong sự phát triển của vũ trụ kể từ vụ nổ Big Bang. Và không may, chúng ta đang sống trong thời đại cuối cùng. Giới khoa học phân chia chu kỳ sống của vũ trụ thành các thời đại bởi vũ trụ không ngừng mở rộng. Biểu đồ này cho thấy, mọi thứ tồn tại trong vũ trụ đều có lượng năng lượng nhất định trong đó, như vật chất, bức xạ, năng lượng tối và vật chất tối, vân vân. Khi vũ trụ giãn nở, khối lượng mà các dạng năng lượng này chiếm giữ thay đổi, mỗi loại sẽ có mật độ phát triển khác nhau. Vật chất ta thấy ở hàng trên, năng lượng và bức xạ ở hàng giữa, và năng lượng tối ở dưới cùng biểu hiện khác nhau ở các thời kỳ vũ trụ. Trong khi mật độ vật chất và bức xạ đều giảm, thì vật chất tối và năng lượng tối vẫn giữ nguyên không hề thay đổi. Vũ trụ càng tồn tại lâu thì sẽ càng mở rộng hơn nữa. Trong tương lai, nhiệt độ vũ trụ sẽ giảm thay cho quá khứ từng rất nóng. Các bụi sao, khí nóng, vật chất từng rất hỗn loạn sẽ trở thành những cụm cục bộ như hệ mặt trời hay thiên hà. Ngoài ra, tất nhiên vũ trụ sẽ lớn hơn nhiều trong tương lai. Bằng cách áp dụng các định luật vật lý đã biết, so sánh những giải pháp khả thi với các quan sát và đo lường thu được, loài người có thể xác định nguồn gốc cũng như đích đến của chúng ta trong vũ trụ bao la trên con thuyền xanh là trái đất. Có thể ngoại suy lịch sử quá khứ của chúng ta từ khi bắt đầu Big Bang và thậm chí là trước đó, cho đến tận thời kỳ vũ trụ không ngừng giãn nở. Chúng ta cũng có thể ngoại suy vũ trụ hiện tại để thấy trước số phận cuối cùng đang chờ đợi trong tương lai xa. Về mặt lý thuyết, có thể hiểu được sự phát triển của vũ trụ nhờ thuyết tương đối của Einstein khi các quy luật không thời gian đã được chứng minh. Trong tương lai, chúng ta vẫn sẽ nhận được ánh sáng xa xăm từ các thiên hà trong quá khứ, nhưng chính tốc độ ánh sáng sẽ giới hạn chúng ta về khoảng cách có thể nhìn được là 14 tỷ năm ánh sáng, tức tuổi của vũ trụ. Xa hơn khoảng cách đó, ánh sáng sẽ không bao giờ chạm tới được chúng ta, bởi vì chính chúng ta cũng đang trôi ra xa, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Khi phân chia thời kỳ dựa trên các đặc điểm của vũ trụ, có 6 thời đại khác nhau mà vũ trụ sẽ trải qua. Thời đại đầu tiên, kỷ nguyên tiền giãn nở, khi vụ nổ Big Bang chưa xuất hiện. Tiếp đến là thời đại thứ hai, kỷ nguyên nguyên thủy, lúc bắt đầu vụ nổ Big Bang, cho đến khi những tương tác hạt nhân cuối cùng xảy ra trong vũ trụ sơ khai. Thời đại thứ ba, kỷ nguyên plasma, kết thúc tương tác hạt nhân và hạt không tán xạ, đến khi vũ trụ nguội đi đủ để hình thành các hạt trung tính. Thời đại thứ bốn, thời đại tăm tối, từ khi hình thành vật chất trung tính cho đến lúc các ngôi sao, thiên hà đầu tiên tái ion hóa hạt trung tính thành các hạt không trung tính trong không gian liên thiên hà của vũ trụ. Tiếp đến là thời đại thứ năm, thời đại của các vì sao, kết thúc quá trình tái ion hóa, đến lúc sự hình thành và tăng trưởng của các cấu trúc quy mô lớn chấm dứt, mật độ năng lượng tối chiếm ưu thế so với mật độ vật chất. Cuối cùng, thời đại thứ sáu, kỷ nguyên năng lượng tối, đây chính là giai đoạn cuối cùng của vũ trụ chúng ta, khi sự mở rộng ngày càng tăng và các vật thể bị ngắt kết nối với nhau, chúng sẽ mãi đi ra xa hơn, chìm dần vào không gian tăm tối. Những ngôi sao lùn trắng, tàn tích còn sót lại của các ngôi sao chuỗi chính đã chết, ánh sáng cuối cùng của vũ trụ đều đã tắt, vũ trụ chìm trong bóng tối vĩnh cửu. Khi một sao chuỗi chính, nếu không có đủ khối lượng cần thiết để bùng nổ thành siêu tân tinh, nó sẽ trở thành sao lùn trắng, một sao chết vì cạn kiệt nhiên liệu hydro và heli. Tuy nhiên, sao lùn trắng sẽ vẫn còn nóng và phát sáng trong một khoảng thời gian rất lâu, cũng giống như một lò nướng vẫn tỏa nhiệt ngay cả khi đã rút phích cắm điện. Sau một thời gian, tất cả nhiệt lượng còn lại sẽ tản mát hết. Lúc này, khi không còn phát ra ánh sáng hay nhiệt lượng, các sao lùn trắng sẽ trở thành sao lùn đen. Quá trình tiến hóa của sao trong tương lai xa xôi phụ thuộc vào nhiều vấn đề vật lý mà ngày nay chúng ta chưa hiểu rõ, như bản chất của vật chất tối hay hiện tượng phân rã proton.
Cho nên, thời gian cần để một sao lùn trắng trở thành sao lùn đen vẫn chưa được thống nhất. Nhưng theo tính toán của nhà thiên văn Ethan Seeger, một sao lùn trắng cần ít nhất 100 triệu tỷ năm để hạ nhiệt và trở thành sao lùn đen. Mặc dù chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy hoặc trải nghiệm về ngôi sao lùn đen, nhưng chúng ta biết đủ về bản chất để không chỉ biết rằng chúng sẽ tồn tại mà còn cả cách thức và thời điểm chúng sẽ tồn tại. Và bản thân nó là một trong những phần khoa học tuyệt vời nhất. Chung quy lại, con người đã bước vào kỷ nguyên cuối cùng cho sự bắt đầu từ hàng tỷ năm trước. Hầu hết sự kiện quan trọng xác định lịch sử vũ trụ của chúng ta đều đã xảy ra. Và rồi, hồi kết của vũ trụ đến, khi chỉ còn sao lùn đen, những khối vật chất nhỏ bị cô lập, đậm đặc đến mức phản ứng tổng hợp hạt nhân tự xảy ra bên trong chúng, sẽ vẫn tồn tại. Các thiên hà trở nên thưa thớt và mất kết nối với nhau trong vũ trụ trống rỗng, không ngừng mở rộng. Những xác chết ở trạng thái cuối cùng này sẽ tồn tại trong rất nhiều năm sau đó và chúng sẽ bị đẩy ra xa nhau vì năng lượng tối vẫn là yếu tố chi phối trong vũ trụ của chúng ta. Năng lượng tối đã thúc đẩy sự giãn nở vào 6 tỷ năm trước và bắt đầu thống trị vũ trụ vào khoảng thời gian hệ mặt trời và mặt trời chúng ta được sinh ra. Chúng đóng vai trò rất quan trọng khi mà mật độ trung bình thấp hơn nhiều so với mật độ vật chất nhưng chiếm ưu thế trên toàn bộ vũ trụ vì không có tính tập trung như dạng vật chất. Nếu xét trên mật độ đồng đều thì năng lượng tối có mặt ở khắp mọi nơi trong toàn vũ trụ. Các nhà khoa học đã chỉ ra phần lớn vũ trụ là năng lượng tối và vật chất tối. Trong khi vật chất tối làm chậm quá trình giãn nở của vũ trụ thì năng lượng tối lại tăng tốc độ giãn nở hơn. Vật chất tối hoạt động giống với một lực hấp dẫn và giữ vũ trụ lại với nhau nhờ tương tác cùng lực hấp dẫn nhưng không phản xạ, hấp thụ ánh sáng hay phát ra ánh sáng. Năng lượng tối thì khác hoàn toàn, nó là một lực đẩy tồn tại như loại phản trọng lực để thúc đẩy sự giãn nở ngày càng nhanh hơn của vũ trụ. Con người chỉ là một phần cực nhỏ bé trong vũ trụ và không thể nào khám phá hết được vũ trụ bao la này, nhất là cũng không thể biết chắc thế nào là đủ về vũ trụ mênh mông ngoài kia. Vũ trụ có thể có 6 giai đoạn, nhưng toàn bộ lịch sử trái đất không may đã ở trong giai đoạn cuối cùng. Hãy nhìn vào vũ trụ xung quanh, cố gắng chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiện tại của vũ trụ, vì chắc chắn sau nhiều tỷ năm nữa, vũ trụ sẽ không còn nhiều sắc màu và tràn ngập sức sống như chúng ta đang thấy ngày nay.